Dạ vâng, xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim cuốc nhé. Thì video này thì em xin thông báo là gia đình nhà em cũng có bán cuốc mồi nhé. Thì đây là cái dàn cuốc mồi này, giờ nó còn tầm khoảng 30 con đấy. Cuốc thì nuôi thuần từ vụ tháng 3 lên, bây giờ là tháng 9 âm lịch rồi, thì nó cũng rơi vào 6 tháng rồi. Cuốc này về anh em đi bẫy được nhé, đổi lông chim già rồi, màu bắt đầu lên rồi. Đấy, đối với những cái con cuốc như thế này thì bây giờ giá cả của nó cũng rất là rẻ thôi, phù hợp đối với anh em. Đấy, nhiều con nó nhát người, còn nhiều con nó gan, con nào dậy thì nó gan này. Nhưng những con này thì giá cả của nó là chỉ hơn 1 triệu đồng thôi. Đấy. Anh em đến nhà thì giá cả của nó thì thậm chí nó rẻ hơn. Đấy, con cuốc này thì là cuốc mái này anh em này. Đấy. Đây con này cũng là cuốc mái này. Còn về những con trống thì chân nó to, đấy, người nó to hơn, mà nhà em nuôi thì em cũng biết. Đấy, con nào nó kêu nó gào thì mình biết ngay. Chồng con đực nó kêu một kiểu, mái nó kêu một kiểu nhá. Đấy, chim cũng khá là thuần người rồi. Đấy, con bên này đang kêu đây. Đấy, những con kêu này thì giá cả của nó thì sẽ cao hơn là đối với những cái con anh em về anh nuôi phải tầm khoảng một tuần thì nó mới kêu. Đấy, còn về cái thức ăn cho nó ăn thì nó đơn giản thôi. Đấy, cuốc nhà em sử dụng thì cho ăn bằng cám gà. Đấy, cám gà và nước cho tắm thôi là được thôi. Còn đối với anh em về bẫy thì anh em phải sử dụng mồi tươi, ví dụ như con giun, con trong miền Nam gọi là con trùng ấy, hoặc là con dế. Đấy, anh em mua được thì cho nó ăn thì nó sung lắm. Đấy, cuốc này thì bây giờ gọi là đứng cái là gần 1 năm tuổi rồi. Đấy, rất là nhiều anh em nhé. Về phía đấy, những cái con kêu kẹt kẹt đấy, những con nó nhát, nó chưa dậy anh em ạ. Những cái con màu đỏ như thế này thì dậy tương đối rồi. Đấy. Đấy, đây con đực. Đấy, nó đang kêu. Muốn kêu nhưng mà nó nhìn thấy máy quay nó sợ. Còn bình thường thì em bỏ ngón tay này vào nó chơi ngay. Nó chơi như con gà trọi anh em. Con này về đảm bảo với anh em là cho ra áo lụp là chơi được, cho ra lờ lụp là chơi được nhé. Đấy, con này con đực. Là đối với những con nào màu mà đỏ ấy, đỏ là chơi rồi nhá anh em nhé. Đấy, còn những cái con màu mà đen thì nó nhát người. Đây nhìn, đây là con cuốc cái 100% này. Đối với anh em làm thợ đi bẫy cuốc thì chơi cuốc cái thì nó hay hơn. Đa số nó bẫy được một đôi, cũng nhiều anh em là thích chơi cuốc đực thì nó hăng. Đây, như con này là chơi rồi này. Đây bây giờ người vào là chơi ngay, chơi ác chiến luôn. Đấy. Đấy, nó chơi như gà trọi luôn. Mổ khá là đau. Đấy, cuốc bắt đầu dậy rồi nha anh em nhé. Đấy thì thông báo, lúc trước thì nó chưa dậy nó nhát thì em cũng không muốn thông báo cho anh em, bởi vì bây giờ nó dậy nó làm mồi được rồi thì thông báo cho anh em xem được video. Thì đối với anh em nào mà ở tất cả khu vực tỉnh miền Bắc ấy, tiện chuyến xe thì em sẽ gửi được. Còn anh em nào mà đến tận nhà thì càng tốt, để chọn con nào ưng ý của mình thì anh em bắt. Đây, ví dụ như con cuốc cái này rất là đẹp này. Đấy, nhỏ người, người rất là mau. Cái loại này sau nó bắn tiếng thì nó mau lắm anh em nhé. Còn như những cái ông cụ cuốc đực này thì những ông cụ này thì gan người. Đấy, rất là gan luôn. Nhưng mà nó chỉ chơi là cái về cái con cuốc đực thôi, thì cuốc đực thì giá cả của nó thì sẽ rẻ, rẻ hơn cuốc cái. Là nếu mà anh em chơi cuốc đực thì anh em đi bẫy thì chỉ được con đực thôi, nếu con nào hay thì được cả đôi. Còn đa số chơi cuốc cái mà anh em chơi được cuốc cái thì anh em sẽ bẫy là được cả đôi luôn. Đây, anh em nào đến nhà mà chọn con này bắt thì rất là đẹp này, cuốc mau tướng này và gan người. Đấy, còn những cái con nhát này thì nó chưa dậy đâu anh em ạ. Đấy thì anh em có thể bắt với cái giá cuốc nhát, và anh em nuôi tầm khoảng một tuần ở trong lụp cho nó ăn uống cẩn thận và là chơi được. Đấy, chơi thuần, đảm bảo cho anh em là chơi thuần 100% luôn nhé. Còn anh em nào mua cuốc bên nhà em rồi thì tin tưởng. Đấy, nói chung là chim hàng nó phải như thế nào thì em mới gửi cho anh em, chứ không phải gửi long qua quăng cả, cứ chọn con nào là bắt con đấy gửi cho anh em đâu. Đối với những con như thế này thì gửi cho anh em về là anh em chỉ việc đi chơi thôi. Đấy, màu lên rồi, hăng lắm, nó mổ như gà trọi luôn. Là đối với những con bên dưới đây nhát thì chưa gửi được, bởi vì bao giờ màu nó phải dậy như thế này thì bắt đầu mới chơi được này. Nói chung là nó kiểu như con gà trọi anh em ạ. Anh em chơi, nhờ anh em cũng chơi cuốc, chơi gà trọi thì biết, nó thả ngoài vườn nó nhát, bắt vào thì nó gan người là chơi được. Đấy. Đấy, mổ rất là hăng. Đấy, anh em nào xem được cái video này cần cuốc mồi hay là những cái phụ kiện bẫy cuốc như là thòng hoặc lụp ấy thì liên hệ trực tiếp cho em nhé, thông qua cái số điện thoại em để ở dưới tiêu đề video em đăng tải, trong thì anh em có thể để lại số điện thoại. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.